Quang Hải có thể đối đầu với Messi ở Ligue 1. Thông tin về vé nuôi mới của Quang Hải sau khi chia tay câu lạc bộ Hà Nội hiện nay vẫn chưa được công bố. Nhưng mới đây truyền thông Pháp đã giật tít về việc chàng tiền vệ số 19 có thể sẽ sang Pháp thi đấu. Một số tờ báo Pháp gọi Quang Hải là Messi Việt Nam và cho hay câu lạc bộ Nantes đang nhắm đến anh sau khi mất một số cầu thủ chủ lực trên hàng công. Tờ John Footers đã viết: do nhiều cầu thủ sắp ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè này, Nantes sẽ tiến hành một vụ chiêu mộ đáng kinh ngạc. Một cầu thủ Việt Nam đã thu hút sự chú ý của Nantes. Trong khi đó, tờ Footers của Pháp giật tít: câu lạc bộ Nantes sẽ có Messi của riêng mình với giá 0 euro. Hiện các thông tin vẫn chỉ ở mức tin đồn, nhưng nếu chuyện này thực sự xảy ra, người hâm mộ sẽ rất nóng lòng chứng kiến cuộc chạm trán của Quang Hải với chính Messi thứ thiệt tại Ligue 1. Chúng ta hãy cùng chờ xem và đừng quên follow tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để không bỏ lỡ những thông tin thú vị. Xin cảm ơn.